hành trình tiếp theo của trường tiểu học Hương Nguyên mọi người. Chúng ta vào đây để tiếp tục tham dự cái chương trình phát quà nhân ngày Tết Trung Thu. Các bạn ở đây nhận quà xong rồi này. Cái này nhận quà xong rồi hả? À, ở bên kia chứ. À, còn bên này chưa. Đây, mình đã có mặt ngay trường tiểu học Hương Nguyên này cả nhà. Chúng ta thấy các em học sinh đã sẵn sàng. Mọi người đang chuẩn bị phát quà ở phía trước. Đây, các em học sinh của trường tiểu học Hương Nguyên đã có mặt ở đây. Hello, hello. Hello đây con, hello con. Chào con. Hello nghe. Hello, hello. Ở đây là mọi người đang chuẩn bị quà để phát cho các em học sinh. Mọi người đang chuẩn bị ở chương trình vui hội trăng rằm luôn cả nhà. Chúng thanh niên Phật tử. Ở ngày 15 tháng 8. Đây mọi người thấy đậu lân này. Chuẩn bị múa lân này. Đây là các phần quà cho các cháu. Đây là mâm cỗ ở nhà này. Lát nữa các bạn sẽ phá cỗ. Các phần quà đang được chuẩn bị trao cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở. Đây mọi người đang tất bật để chuẩn bị hoàn thành cái công đoạn cuối cùng cho chương trình vui hội trăng rằm ngày hôm nay. Đây, chương trình đã sắp bắt đầu rồi cả nhà. Trời, hy vọng là đừng có mưa để cho chương trình nó được suôn sẻ. Đây là nhóm tình nguyện đang chuẩn bị các cái phần quà cho các cháu, các bạn học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở. Đây, trường tiểu học và trung học cơ sở Hương Nguyên. Như vậy đây là trường ngôi trường ghép tiểu học và trung học cơ sở. Đây rất là nhiều các phần quà đang được sắp đặt ở đây. Trường chuẩn bị rất là chu đáo, rồi có một cái mái che cho các em ngồi khỏi mưa quý vị. Một tấm bạc dự phòng trời mưa. Rồi chú hỏi con tên gì? Na. Na hả? À con học lớp mấy? Lớp 4 hả? À lớp 4 mấy con? Lớp 4 mấy? À 41 hả? À hôm nay con đến để làm gì đây con biết không? À đến để vui Trung Thu đúng không? Chơi Trung Thu đúng không? À lát nữa con có nhận quà con có biết không? À con có vui không? Rồi cảm ơn con hãy. Rồi chúc con Tết Trung Thu vui vẻ nhá. Rồi cảm ơn con. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi cả nhà. Xin mời mọi người chúng ta cùng vào tham gia với chương trình vui hội trăng rằm ngày Tết Trung Thu cùng với các em nhé. Có các em sẵn sàng mang dù đi. Lời phát biểu của đại diện chính quyền, lời phát biểu của đại diện ban bí thư Huyện A Lưới, lời phát biểu của đại diện cùng sư ông thả xa cô để chú sang cho thủ cư cho tập kết mặt sát trường lý sát về tỉnh thủ nhi. Đó là lý do của chương trình vui hội. Đại diện ban bí thư mọi người sức khỏe mà chúng tôi được biết ban bí thư mọi người sức khỏe của mẹ chúng ta. Trong một năm
thì có ba cái ngày trăng tròn lớn, đó là trăng thượng nguyên, trăng trung nguyên và trăng hạ nguyên. Trăng thượng nguyên là trăng rằm tháng giêng, nó rất đẹp, và cái trăng này là mở đầu cho một cái năm mới với cái mùa xuân, đem đến niềm tin và hy vọng cho tất cả mọi người. Trăng trung nguyên là trăng rằm tháng 8, mà theo lịch cổ của Tàu thì cái trăng này là trăng tròn nhất và đẹp nhất trong một năm. Và trăng hạ nguyên là trăng rằm tháng 10, là để kết thúc của một năm. Hôm nay chúng ta trong cái ngày trăng tròn trung thu của trăng trung nguyên, chúng tôi đã về đây dưới sự cho phép của lãnh đạo Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Việt Nam huyện A Lưới, cũng như xã nhà huyện Hương Nguyên, cũng như sự chung tay đồng lòng của quý thầy cô lãnh đạo trường cho phép chúng tôi phát những cái phần quà rất là ý nghĩa này. Năm nay sau 2 năm đại dịch Covid được lắng xíu, thì tình hình năm mới với một cái không khí rất là vui tươi. Trong cái chủ trương của Đảng, Nhà nước là quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới, trong cái tinh thần đó sẽ đem tất cả những cái tâm lực, tài lực để đi về những cái vùng sâu, vùng xa, đem đến cái niềm tin và hy vọng, và đem đến cho quý vị những cái hình ảnh thân thương của những người tu sĩ. Trong tứ niệm xứ, tứ nhiệm pháp, tứ bố thí, tức là cho tài vật, những cái phẩm vật của chúng tôi là không nhiều, nhưng nó gọi tròn cái tình thương của chất liệu từ bi và trí tuệ. Từ hôm nay thật là đẹp, 3 giờ chiều chúng tôi lên thì đã mưa tầm tã. Chúng tôi không nghĩ rằng hôm nay sẽ có một cái buổi tổ chức một trang nghiêm và được gọi là thiên thời đường lời. Như thời lời cuối cùng xin kính chúc của vị lãnh đạo của huyện cũng như xã cũng như trường và cả em luôn bình an sức khỏe. Chúc cả em một mùa trung thu vui hội trăng rằm, an lành và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Với mong muốn giúp một phần nhỏ cho các em có được một cái Tết thiếu nhi trọn vẹn và nhiều niềm vui. Tiếp theo đây, chị sẽ đọc tên 20 em học viên Lê Minh Ngân lớp 7, 17. Thầy, thầy sư cô cùng vị đại biểu chúng ta lưu lại sân khấu ít phút để chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh. Một tràng pháo tay nhiệt liệt để chúc mừng cho 20 bạn của chúng ta ngày. Kính thưa quý vị đại biểu, không khí hân hoan ở quê của chúng ta đang cao đường. Hai ba, nhờ của hân hoan được vui tham gia. Các bạn có biết khá là ai không? Tay cho tay lên! Tay đâu, tay đâu! Rồi! Tay đâu, tay đâu! Theo chuyện cổ tích thì sự tích của cô ấy gắn liền với cái nào? A. Cây súng, B. Cây đa, C. Cây bồ đề. Thôi. Các bạn có thấy chưa? Ba.
một tay cho bạn Diệu Huyên à. Rồi, chúc mừng con ấy. À, trả lời một câu hỏi tiếp theo điều cô tích. Ai là người lấy mặt trắng lòng chứ? Trong tay à. Mời một ơi, mời một ơi. Một. Hai. Sina. Ờ, cho bà một cái một tay được đúng không? Đó đi nào. Rồi, phần quà cho con đây. Chiếc đèn ông sao. Chúng ta sẽ cùng nhau học cái bài của chúng ta ở đây.
ảnh lưu niệm của các em. Các em đứng và chị Hằng vẫn được quỳ xuống một chụp chung một bức ảnh được không ạ? Ngông hơn chụp hết. Chị Hằng chụp quỳ môn thấy luôn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Và giờ cuối vừa được nhận tín hiệu từ cung trăng là cuối và chị Hằng sẽ trở về cung trăng. Rất là cảm ơn các em, cảm ơn các em. Và chương trình Vũ Hội Trăng Rằm Trung Thu Cho Em đã được diễn ra với tiết mục Múa Lân vừa rồi. Chúng con xin thành kính niệm ơn chư tôn thiền đức ban nghị sự Nguyễn Văn Huệ đã dành thời gian công lâm tham dự. Chúng con xin chân thành niệm ơn tổng lâm hữu nghị của đài Đức Thích Chương Trình đã đứng ra cổ tổng tổ chức. Xin cảm ơn của bạn Phan Bảo Châu, xin cảm nhà hảo tâm, sự đồng bào công sức và chương trình.